Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Bản thân người thứ ba này tìm đến với tôi trong một sự khổ sở. Bản chất của cái sự việc mà cô gặp đó là một việc cô rất là rối. Cô tư vấn với tôi xong thì cô xóa luôn cái cuộc gọi, cô hủy kết bạn luôn. Chắc có lẽ là cô sợ tôi nhìn thấy những hình ảnh như vậy, cô sợ tôi lưu lại hoặc cô sợ tôi ghi âm. Thì xin thưa với các bạn rằng chúng tôi khi làm nghề này, chúng tôi đều đặt cái vấn đề chung là mang đến cái sự bình yên cho những người đến tư vấn, và đặc biệt là những bí mật của các bạn hoàn toàn được tôi giấu kín. Ví dụ như là công việc của các bạn, hoặc là nơi ở của các bạn, hoặc là chức vụ của các bạn, hoặc là đối tượng các bạn đang quen là ai, là người có chức quyền hay là người rất là quan trọng, có một cái địa vị nào đó ở tỉnh, ở ủy ban nào đó, thì chúng tôi cũng không thể nào nói ra. Bởi vì liên quan đến những vấn đề pháp luật và cá nhân của mỗi người, liên quan đến nhân quyền của bản thân, thì một cá nhân nào đó tôi cũng không thể nói ra được. Chính tôi cũng đã tư vấn cho rất là nhiều người gọi là minh tinh màn bạc, những người rất là nổi tiếng. Bạn có thể tìm thấy họ trên Google, hoặc là bạn có thể nói đến, nghe nói đến tên là bạn có thể biết ngay. Nhưng mà tuy nhiên các bạn cũng không bao giờ nghe thấy tôi nhắc một tên của người nào đó. Cũng như là để tránh những cái sự nhạy cảm thì tôi đã chuyển hóa rất là nhiều tình huống. Thế nên là các bạn nghe ở đâu đó một cái tình huống na ná như vậy thì các bạn xin đừng nhạy cảm, đừng có nghĩ rằng đây là người hàng xóm của mình, đây là người này, đây là người kia. Tất cả mọi thông tin khách hàng tìm đến với tôi đã được chỉnh sửa để tránh tình trạng nhạy cảm cho họ. Đương nhiên thì cái câu chuyện, cái cốt truyện thì vẫn còn nguyên, nhưng mà tên người và hoàn cảnh sống thì đã được thay đổi. Thế nên là bản thân tôi là người tư vấn cũng không có đem chuyện của người này kể cho người khác nghe, vì điều đó sẽ là cái điều tối kỵ trong cái nghề tư vấn của chúng tôi. Ví dụ như trong một số tình huống nào đó, những chị em mà tư vấn với tôi rất là thân, chị hỏi là em ơi, cái tình huống này có phải là người thứ ba của chị tư vấn hay không? Cho dù là như vậy đi nữa, tôi cũng không bao giờ thừa nhận đó là người thứ ba của chồng chị hay là ai. Thế nên là các chị đừng có đặt cho tôi những cái câu hỏi mà khiến cho tôi không có muốn trả lời. Thế nên là mỗi người có một câu chuyện riêng, mình chỉ nên biết cái việc của mình. Còn ai tư vấn, ai giống người thứ ba của chồng mình hay không, mình đừng có quan tâm. Bởi vì người ta tư vấn theo cái cách của người ta, còn chị thì tư vấn theo cách của chị. Và tôi là người tư vấn đưa đến cho các bạn những cái kiến giải hết sức là thực tế, đem đến cho bạn sự lựa chọn bình an để bạn có thể có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải là tư vấn để phá nhà hay là tư vấn để cho người thứ ba chiếm chồng của các bạn. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm đến với một người tư vấn như tôi bạn nhé. Và hôm nay tôi sẽ tư vấn cho người thứ ba một cái trường hợp. Cô ấy đang ở trong cái sự luẩn quẩn, rất là khổ sở. Và cái câu chuyện của cô ấy đem đến cho tôi cái suy nghĩ ngay tại tức thời khi mà tư vấn cùng với cô ấy, đó chính là quy luật của sự xứng đáng. Đó, bạn là ai? Bạn sẽ xứng đáng được điều gì? Bạn cho đi điều gì? Bạn sẽ có được bao nhiêu? Cái mức của bạn nó ở như thế nào? Mây tầng nào, gió tầng đó, bạn thuộc như cái đẳng cấp nào thì bạn sẽ được sống ở trong cái điều tốt đẹp đó. Như thế này các bạn, bản thân cô ấy là một nhân viên, thì cô mới được một cái lời đề nghị của một người đàn ông khá là có tiền, nói là ông rất là giận vợ ông, bởi vì ông biết thừa ông là người đàn ông vô sinh, nhưng mà vợ ông á thì lại có con. Chính vì vậy mà ông rất là hận vợ, ông không biết làm thế nào, ông cảm thấy ông rất là đau. Thế nên là ông chia sẻ cái nỗi đau đó với người phụ nữ này, và ông hy vọng rằng cô này đi thụ tinh nhân tạo. Đi thụ tinh nhân tạo tức là ông sẽ trả tiền để cho cô này cố đi thụ tinh nhân tạo, để mà ông với cô này có một đứa con, coi như là con thụ tinh nhân tạo, nhưng mà ông xem đó là con của ông, vì ông sẽ trả tiền để mà nuôi dưỡng đứa con thụ tinh nhân tạo đó. Ông cũng hứa là sẽ mua cho cô này một mảnh đất khoảng cỡ chừng 200-300 triệu gì đó. Thì cô cũng là một cái cô gái gần như là lỡ thời rồi, nhưng mà vẫn ở cái tuổi 28-29, nhưng mà cô lo sợ là cô lỡ thời nên là cô cũng cô vì cô thấy cái số tiền đó cũng là một số tiền lớn với cô, thế nên là cô đồng ý. Nhưng mà cô này cô lại có một cái thủ đoạn như thế này các bạn. Cô mới yêu thích một cái người đàn ông B, cô mới ngủ với anh B và cô có thai với anh B, và cô mua kết quả của bác sĩ. Người bác sĩ cũng nói rằng đây là thụ tinh nhân tạo, nhưng mà không có thụ tinh gì hết á, mà cô đi ngủ với người đàn ông khác, cô có một đứa con như thế. Và đứa con như vậy mặc nhiên trở thành đứa con của người đàn ông A. Người đàn ông A thì có tiền, cứ nghĩ rằng mình đi thụ tinh nhân tạo với cái người phụ nữ này thì có một đứa con.
không giống ông ta cũng không sao hết, bởi vì ông ta nghĩ là đứa con đó là đứa con mà ông ta kỳ vọng, đứa con đó là đứa con của ông ta với cái người phụ nữ đó. Còn người phụ nữ kia thì yêu ông B, cứ suốt ngày đi tìm ông B để quan hệ tình dục, để mà ông B cho tiền để mà cô nuôi dưỡng đứa con đó. Nhưng mặc nhiên ông B lại có một điều tàn nhẫn, đó chính là không thừa nhận đứa con đó, không coi trọng cô này, mà ông B lại lăng nhăng với một hoặc vài số cô gái khác, thì khiến cho cô rất là đau lòng. Cô ghen, cô khổ tâm, cô hỏi là tại sao cô phải chịu cái nỗi đau như thế. Rồi cô cũng diễn tả lại cái tâm lý của cô khi mà gặp vợ của ông B. Đó là cảm giác khi mà gặp vợ của ông B ấy, thì cô cảm thấy ngại ngùng lắm. Sau đó thì cô lại có cảm giác là không còn ngại nữa. Rồi gặp thêm lần nữa cô cảm thấy cô trơ với cái điều đó. Cô không còn sợ mà cô bắt đầu chuyển qua ghen tuông với vợ ông B. Bởi vì cô thấy rằng tại sao vợ ông B may mắn như vậy? Tại sao mình trẻ đẹp như thế này, ngon lành hơn vợ ông B mà ông B không bỏ vợ để lấy mình, mà trong khi đó ông B lại đi quan hệ tình dục với những cái cô khác, khiến cho cô đau lòng vô cùng. Cô tìm đến với tôi và chia sẻ cái nỗi khổ đó. Thì chào bạn, rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ đến tôi một cái câu chuyện có thể nói là có 102, hiếm người có cái tình huống giống như bạn. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn chia sẻ với bạn một điều như sau. Bản thân chúng ta làm những cái việc mà nó không có đúng với cái luân thường đạo lý á, thì dần dần cái tâm lý của bạn, con người của bạn nó bị trơ. Bạn sẽ cảm thấy là ơi, tôi làm vậy là tôi có cái lý của tôi. Trong cái hoàn cảnh đó tôi nghèo, tôi cần một số tiền nên tôi phải đánh đổi. Đấy là những cái điều mà bạn cho rằng bạn đúng. Tuy nhiên khi mà bạn sống trong cuộc sống mà bạn không phân biệt đúng sai, giống hệt như bạn không phân định được màu trắng hay màu đen nữa, dần dần bạn sẽ không còn biết màu nào là màu trắng và màu nào là màu đen nữa. Bạn sẽ rơi vào một trạng thái giống hệt như người đa nhân cách vậy đó. Vào trong cái tình huống này, bạn có thể sẵn sàng bảo vệ mình bởi vì bạn biết rằng điều đó sai, nhưng mà bạn bảo vệ cái việc của bạn đúng hay sai, sai hay đúng, bạn lật như bánh tráng như thế này nè, thì bạn dần dần tiếp cận với những nỗi đau, thì khiến cho những nỗi đau nó không còn có khả năng đau với bạn nữa, tại vì bạn có một cái sức đề kháng quá mạnh. Tại vì cuộc đời có thể là đưa bạn đến những cái ngã rẽ nó gấp quá, nó cong quẹo quá, nó nhanh quá, khiến cho bạn xử lý tình huống nó gấp. Nên là sau khi mà bạn xử lý tình huống xong thì bạn mới đủ thời gian để bình tĩnh ngồi nghĩ lại là không biết mình làm vậy có đúng hay sai. Tôi vẫn tin rằng bạn có chút áy náy, bạn có chút căng thẳng, bạn có chút sám hối, bạn có chút lo sợ trong cái việc mà bạn đã làm. Thì chính vì tìm tôi để nói ra giống hệt như một lời sám hối để bạn cảm giác được bình yên hơn trong những cái quyết định của bản thân. Bạn vẫn cho rằng bạn đúng, bạn không nghĩ rằng bạn sai. Thì khi mà tôi chia sẻ cùng các bạn á, tôi không có nhấn mạnh vào cái việc sai hay đúng, bởi vì chúng ta mà bàn luận về việc đúng hay sai là chúng ta sẽ mắc kẹt vào cái vấn đề đó. Vấn đề mà tôi với bạn chia sẻ ở đây đó chính là sự tháo gỡ về mặt tâm lý cho bạn khi mà bạn phải đối diện với những cái điều quá là nhiễu nhương đến với cuộc đời các bạn. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng một người phụ nữ thì mong muốn một mái ấm gia đình bình yên, có chồng, có một đứa con hoặc hai đứa con vui vẻ, rồi cuối tuần hai vợ chồng chở nhau đi chơi hoặc là yêu thương nhau, về thăm ông bà cha mẹ này, rồi lớn lên già nua rồi ở bên cạnh nhau, rồi chúng ta cũng có thể là qua đời một cách nào đó. Tuy nhiên nhưng mà cái tình huống của bạn á, thì nó oái oăm hơn là những người phụ nữ khác. Tính ra mà nói về sự may mắn thì bạn không được may mắn như những người phụ nữ khác. Đó chính là tuổi xuân qua đi rồi bạn lại vội vàng chọn lựa một cái để mà có một đứa con nhân tạo. Nhưng mà vì một phút nào đó gọi là tính toán, mưu lược mà phải chọn cái cách là yêu một người rồi lấy tiền của hai người nuôi một đứa đứa con. Tính toán như vậy với bạn đó cũng là cái điều có lợi. Và cái việc mà bạn quen ông B, làm việc với ông B, được ông B nâng đỡ, được ông B cho tiền, thì cái việc này á là cái mong muốn nhu cầu của bạn. Vì không có ông B thì không có công việc của bạn. Bạn cho rằng đó là một người mang đến cho bạn cái mối quan hệ tương sinh, vừa tiền vừa tình, và ông ta cũng là con, ông ta cũng là cha của đứa con hiện tại của bạn. Chính vì mối quan hệ cha con giữa ông B và con của bạn mà bạn cảm giác như bạn không thua kém gì người vợ của ông B. Tại sao vợ ông B lại có được tất cả những cái điều người vợ đó có mà bạn thì không có?
Ở đây thì tâm lý ghen tuông của bạn với bà B thì tôi thấy là bạn có suy nghĩ hơi bị lệch một chút xíu ở chỗ này. Bản thân người vợ đó thì đến với ông B từ lúc ông B còn tay trắng, và hiện thời ông B có bồ nhí nhiều như là muỗi á, thì bà B có biết hay không á? Thì bạn cho rằng bà B không biết, bởi vì bà B là một người phụ nữ rất là hiền lành. Bà B lại là cái người phụ nữ ít chuyện, nên là chẳng ai muốn làm tổn thương bà B, bởi vì bà B mong manh tiểu thư quá đi. Thì bà B vẫn được sung sướng hạnh phúc trong tất cả những điều ông B mang về cho bà B. Bà B là cái người phụ nữ vô tư, bà B là người phụ nữ hạnh phúc, và bà B là cái người phụ nữ có nhiều cái lợi nhuận nhất mà ông B mang về. Thế nên là những cô gái như bà đã từng ngủ với ông B, đã từng có con rơi con rớt với ông B thì lại không nỡ đem đến cái sự tổn thương cho bà B và ghen tị với bà B. Đây là cái điều mà tôi thấy rằng các bạn hơi bị tiêu cực. Vì bản thân bà B không phải là tranh giành cái gì với các bạn, mà chính vì các bạn đến với ông B rồi tạo ra những cái tình huống và làm tất cả mọi điều vì lợi ích của ông B hứa đem lại cho các bạn, hoặc là các bạn cũng thấy rằng ông B là cái người mà có thể đem đến cho mình một cái món lợi, món hời nào đó, hoặc là chức quyền hoặc là công danh mà ông B hứa đem đến cho các bạn vì lợi vì danh mà đánh đổi bản thân mình để có được những cái điều từ ông B mang lại, đó là tiền, tình dục hoặc là chính là tình thương. Bạn thì lại khác những người đàn bà khác, là bạn không những cần tiền của người đàn ông đó mà bạn yêu thương người đàn ông đó, mà bạn lại còn có con với người đàn ông đó. Tuy nhiên thì ông A không hề biết là bạn có con với ông B. Ông A vẫn hàng ngày chăm con của bạn, vẫn lo lắng cho con của bạn, giống hệt như con của ông A. Ông A thì bị bạn lừa, bạn là người thứ ba của gia đình ông A, đồng thời bạn cũng là một người thứ ba của gia đình ông B. Vậy là bạn chính là người thứ ba của hai gia đình. Đây có thể nói là một cái loại nghiệp chướng rất là lớn trong cuộc đời của bạn. Bạn là người có học, có hiểu biết, nhưng mà bạn bị chi chướng. Chi chướng tức là một loại nghiệp chướng mà khi người ta có ăn học nhưng mà người ta lại không thể phân định được điều đúng điều sai, hoặc là khi người ta làm điều đúng đó hoặc là sai đó nhưng người ta lại không thể hiểu được mình làm điều đó vì mục đích gì. Trong tình huống của bạn á, thì bạn thấy rằng mình làm điều đó là sai nhưng mà bạn vẫn cho rằng tôi làm điều đó là phải. Cái sự đúng sai của bạn á, theo cách của bạn á, thì mọi người sẽ không nghĩ như bạn đâu. Tuy nhiên bạn là người nghĩ ra nó nên là bạn thấy rằng có lý. Mọi người sẽ không nghĩ rằng bạn đúng, nhưng bạn chỉ cần bạn nghĩ đúng, thế là bạn nghĩ rằng bạn không sai, chỉ là vậy thôi. Trong cái vấn đề này thì tôi thấy rằng chia sẻ với bạn một điều như sau. Tôi thấy rằng người như bạn đó là một người phụ nữ rất là đáng thương. Đáng thương vì sao? Vì mình đã không được sống trong một cái môi trường trong lành để mình phải đánh đổi quá nhiều thứ để có được cái vấn đề thực tế nhất và thực dụng nhất, đó là tiền. Bạn không có được một cái tình yêu chân thật, bạn không có được một ngôi nhà, một cái vòng tay ấm áp của một người đàn ông yêu thương bạn. Bạn yêu đơn phương ông B, bạn yêu rất là nhiều ông B, và ông B vẫn là người đàn ông lăng nhăng và lang chạ với rất là nhiều người phụ nữ, bởi vì ông B có quyền, có tiền và có sự phân phát cho rất là nhiều cái đối tượng nếu bất cứ ai nhào đến với ông B. Và bạn là một trong số những người đến với ông B vì mưu cầu những cái điều thực tế và thực dụng trong cuộc sống. Nếu mà bạn có một cái nhận thức đúng đắn hơn là mình có một tình yêu, mình cần có một tình yêu, mình là một cô gái lỡ thời, nhưng mà bạn biết không, có rất là nhiều người phụ nữ đã ly hôn, thậm chí có người phụ nữ 60 tuổi họ vẫn tìm để mà kết hôn với một người đàn ông dành cho chính họ. Bạn thấy đó, có rất là nhiều các cái kiểu lựa chọn, những cái cách sống để chúng ta lựa chọn, không nhất định chúng ta phải đưa chúng ta vào cái thế nói dối người này, nói xạo với người kia thì cũng khổ cho bạn. Chính bản thân bạn khi yêu ông B, bạn cũng không thể nói là bạn đang lừa dối ông A và ông A cũng đang phụ bạn nuôi con, đúng không nào? Bạn sống trong cái lưỡng cực hai bên, bên nào bạn cũng có cái sự dối trá cho bên đó. Bên ông A thì bạn cũng không thể nói thật, bên ông B bạn cũng phải nói dối. Chính vì vậy bạn sống trong một cái trạng thái rất là khổ đau. Tôi nghĩ rằng bạn không hề thanh thản với quyết định của mình. Tuy nhiên không có sự lựa chọn nào tốt hơn trong cái tình huống này. Bạn cho rằng đó chính là cuộc sống của bạn. Thì tôi thấy rằng người như bạn chứa đựng những cái sự khổ đau rất lớn. Nếu mà bạn cảm thấy lời chia sẻ này đến với tôi không đủ sám hối, thì tôi nghĩ rằng bạn có thể nghe kinh, niệm Phật để mà thanh thản hơn trong quyết định của mình. Tuy nhiên tôi vẫn thấy rằng bạn nên chọn một cái cách đúng nhất, đó là từ bỏ cả hai người.
Và nên nói thật cho ông A biết rằng con đó không phải là con ông A bỏ tiền ra thụ tinh nhân tạo, mà chính là con của bạn với một người đàn ông khác. Còn riêng ông B thì bạn cũng không thể được ông B lấy về làm vợ, và bạn cũng chẳng thể nào phá hủy gia đình của ông B được, bởi vì ông B không có yêu bạn, ông B không hề để tâm đến bạn. Mà ông B sau khi mà sử dụng bạn xong, dùng cái từ sử dụng thì quá tội cho bạn, nhưng mà trong tình huống của bạn thì ông B dường như là không hề yêu quý con bạn, không hề xem con của bạn là con của ông ta. Cái việc mà bạn có con là cái việc mà bạn mong muốn, bạn cố tình gài ông B để ông B phải cung phụng cho mình, và bạn quá thích ông B đi thì bạn mới làm như thế. Thế nên ông B ông không có cái ý niệm là muốn gắn kết với bạn, vì ông ta không có nhu cầu có con nữa. Thế nên là bạn càng cảm thấy tức và hận cái người đàn ông đó. Tuy nhiên cái việc này thì do bạn chọn lựa, thế nên là bạn phải tự chịu trách nhiệm về mình. Ông B sẽ không lấy bạn, bạn cũng không thể nào đến với ông B được. Và cái chuyện mà người đàn ông ngoại tình thì tôi nghĩ rằng đa phần khi mà bạn tố cáo hay ép buộc ông B thì nhiều khi ông B có quyền lực, ông B cũng sẽ làm một số cái hành động sẽ trở ngại cho bạn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của bạn nữa kìa. Nếu mà bạn xem rằng con của bạn sinh ra rồi bạn vẫn có thể kết hôn với một người đàn ông khác thì tôi nghĩ là bạn không nên dính vào ông B nữa, và nên nói thật với ông A, bạn nên xa rời cả hai ông để mà chọn cho mình một cái cuộc sống an nhiên nhất có thể bạn nhé. Cái việc mà chúng ta luôn sống trong sự gian dối, chúng ta không được thoải mái, chúng ta cứ phải nằm mơ và cứ lấn cấn về cái cuộc sống mưu sinh của chúng ta đó, thì chúng ta rất khổ. Các bạn thân mến, chúng ta có thể nghèo, tôi cũng đã từng là một người phụ nữ sống rất là khổ sở, khi mà đồng lương thấp thì mình học cao lên, với bạn thì có một mức lương tôi thấy là không có phải gọi gì là quá nghèo khổ khi mà nuôi một đứa con, thì mình không nên ép mình làm những cái điều mà trái với lương tâm, hoặc là làm những cái điều mà mình cảm thấy không thích, các bạn hiểu không? Thế nên là trong tình huống này tôi tư vấn với bạn như vậy nhé. Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ đến tôi một cái câu chuyện khá đặc biệt như thế này. Tôi hy vọng là bạn sẽ thanh thản hơn với quyết định của bản thân và sẽ tìm ra được một cái lối rẽ cho chính cuộc đời của bạn nhé. Xin chào và rất cảm ơn bạn đã chọn tôi là người tư vấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.